Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mark One, lại là mình đây. Hôm nay thì mình sẽ không đánh giá bất cứ một con MacBook nào cho các bạn cả, mà mình sẽ trên tay một cái phụ kiện mà theo mình nó khá là hot từ lúc ra mắt cho đến tận bây giờ. Đó chính là chiếc AirPods Pro mới nhất của Apple. Nó sắp tới sẽ có thể là ra một chiếc AirPods Pro thế hệ mới. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ trên tay và đánh giá cho các bạn trải nghiệm của mình sau một năm sử dụng em nó nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Mark One số 1 về Mac. Đầu tiên thì mình sẽ đánh giá qua về ngoại hình của nó. Thì chiếc AirPods này mình đã sử dụng khoảng tầm 1 năm. Và chiếc case này thì mình đã khoảng vài tháng không vệ sinh rồi. Mình thử bỏ ra xem nó có bị cháy xước hay là bám bẩn nhiều không nhé. Wow, khá là bẩn các bạn ạ. Ví dụ như con AirPods 2 của này của mình dùng cái ốp khác thì nó sẽ không bị bẩn như này. Nhưng mà nếu mà dùng ốp cao su hoặc silicone thì nó sẽ có bụi bẩn. Mình sẽ lau thử qua cho các bạn xem ngoại hình của nó bây giờ. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây là một số cái hạt bụi nó bị lọt vào trong này nên nó sẽ gây ra xước. Tuy nhiên thì vết xước nó cũng không nhiều và bởi vì đây là màu trắng nữa thì nhìn nó sẽ không bị lộ. Và phần mặt trước ở đây thì mình thấy nó không có một cái vết xước nào đáng ngại cả. Tuy nhiên thì ở mặt sau đang có một cái vết xước nó to hơn một chút. Mình đoán đây là mình khi mà mình không dùng ốp, mình để trong túi thì nó bị chìa khóa nó chạm vào như thế này thì nó sẽ gây ra phần xước. Và về phần tai thì cũng không có quá nhiều cái điểm mà nó bị chầy xước cũng như là cấn ở đây. Mình thấy Apple gia công khá là tốt. Và cái phần đệm cao su này nó cũng không bị ố vàng theo thời gian. Mình đeo rất là lâu rồi mà nó vẫn giữ được cái màu trắng như này. Đây là một cái điểm mạnh khá là lớn của Apple. Và cái trải nghiệm của chiếc AirPods này với mình sau một năm sử dụng nó vẫn nguyên vẹn như cái trải nghiệm ban đầu. Ở đây thì mình sẽ nói luôn cái tính năng mới nhất của nó so với AirPods thế hệ cũ. Đó chính là nó có cái khả năng chống ồn. Ở đây chúng ta sẽ có 3 chế độ ở phần khử tiếng ồn này, là chúng ta sẽ sử dụng trong những cái trường hợp ví dụ như là chúng ta đi ngoài đường nó rất là ồn ào, hoặc là chúng ta ngồi cà phê và chúng ta muốn yên tĩnh, không muốn nghe những cái câu chuyện từ những người khác, thì chúng ta có thể bật cái khử tiếng ồn này lên. Và chúng ta chỉ cần bật mở một cái bài nhạc nhẹ nhàng một chút thôi thì chúng ta cũng không có thể nghe bất cứ một cái âm thanh nào bên ngoài rồi. Và khi mà ví dụ có người đến muốn nói chuyện với chúng ta chỉ cần bấm sang cái chế độ xuyên âm thì chúng ta lại thao tác và nói chuyện với người ngoài bình thường. Cái này rất là hay nhá. Ví dụ như mình là người sử dụng trên văn phòng, những cái lúc mà mình muốn yên tĩnh một chút, muốn để sáng tạo nội dung thì mình chỉ cần bật khử tiếng ồn lên thì mình sẽ chỉ có nghe thấy nhạc thôi. Và khi mà đồng nghiệp mình mà muốn gọi cho mình thì chỉ cần nói chuyện và chúng ta sẽ bật sang xuyên âm, chúng ta có thể thao tác nói chuyện bình thường. Và nhiều bạn lăn tăn là sau một thời gian sử dụng AirPods thì pin nó có bị chai hay không, thì mình nghĩ là có thôi, nhưng mà mình thấy là cái mức độ của con của mình nó không nhiều. Với ngày xưa thì mình sẽ sử dụng được khoảng tầm 2 ngày 2 ngày rưỡi, còn bây giờ thì mình sẽ dùng được khoảng 2 ngày nếu mà chúng ta nghe nhiều thì mình đã phải sạc một lần rồi. Và ở đây thì mình có một chiếc AirPods 2 thì mình sẽ so sánh luôn cho các bạn về cái sự khác nhau của hai chiếc AirPods này với những bạn mà chưa từng trải nghiệm nhé. Đầu tiên thì mặt thiết kế bên ngoài thì AirPods Pro nó được nằm ngang như thế này. Nó vẫn vừa vặn cái túi phụ trên cái quần jean mà chúng ta đang mặc, và nó cũng sẽ vừa một bất cứ một cái túi xách nào của chị em. Và đây mình sẽ mở luôn cho các bạn so sánh về hai chiếc tai. Với AirPods 2 thì nó sẽ dài hơn một chút, nó giống y hệt như cái AirPods của chúng ta á. Còn chiếc AirPods Pro này thì nó sẽ làm được ngắn lại, người ta bảo là giống một cái máy sấy. Và đầu nút này được làm bằng cao su, còn AirPods 2 thì sẽ không có. Và chiếc AirPods 2 này chúng ta sẽ thao tác bằng cách là double tap lên cái phần này của tai nghe để máy có thể chuyển bài hay là nhận bài. Và với AirPods Pro thì chúng ta sẽ thao tác khử tiếng ồn bằng cách là chúng ta chỉ cần giữ ở cái nút này thôi, nó sẽ kêu cái tách một cái, rất là hay. Sẽ không cần phải double tap như này. Với ví dụ như là chúng ta đội mũ bảo hiểm 3/4 chẳng hạn thì chúng ta không thể nào mà nhét cái tay của chúng ta để double tap vào đây rồi, phải không nào? Và mình sẽ đánh giá về chất âm của chiếc AirPods Pro này. Thì mình không phải là một người chuyên về âm thanh, mình cảm thấy cái AirPods Pro này nó đáp ứng tốt được cái nhu cầu của mình, bởi vì mình nghe những cái bài ở trên Apple Music nó khá là tốt. Tuy nhiên thì với nhiều người thì người ta không đánh giá cao về mặt âm thanh của chiếc AirPods này với cái dòng sản phẩm True Wireless khác. Và với bản thân mình thì việc sử dụng AirPods hàng ngày nó cũng đến nó rất là thoải mái này, tiện lợi, cũng như là cái chất lượng nghe gọi của nó, bởi vì nó đồng bộ iPhone rất là tốt mà mình có thể nhận cuộc gọi nó rất là mượt mà. Bởi vì với cái mặt âm thanh của nó có thể nó không bằng như là Sony hoặc là Jabra, nhưng mà với cái khả năng đồng bộ trên MacBook và iPhone của nó thì với mình rất là tuyệt vời. Ok, như vậy là mình đã đánh giá cho các bạn chiếc AirPods Pro này sau một năm mà mình sử dụng. Vậy thì nó có phù hợp với nhu cầu của các bạn mua hay không? Hãy cùng comment xuống bên dưới để cho mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.